Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số sàn quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios E. Đấy, đây là chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số sàn quý bạn nhé, màu trắng. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đăng ký biển Sài Gòn. Chúng tôi cũng đã rút hồ sơ rồi, hồ sơ cầm tay. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này thì cũng chỉ việc về sang tên cái là xong thôi. Vì tất cả các xe bây giờ đều định danh biển số rồi. Mua xe xong là phải rút hồ sơ hết luôn. Quý vị các bạn mua về là đăng ký tên biển của mình các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản đấy ạ. Nội thất các thứ còn rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Nội thất da cao cấp, màu kem đấy ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2019 đây các bạn nhé. Tem của nhà sản xuất là 2019. Đấy. Nội thất da cao cấp, màu kem, rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé. Vô lăng, cần số này, rất là đều, rất là đẹp nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã được trang bị cả màn hình Android đầy đủ cả rồi. Nội thất thì mới đẹp quý bạn nhé. Lát nữa thì tôi cho quý bạn xem về cái phần động cơ sau. Rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios E 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Toyota Vios E 2019 này các bạn nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang đến từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Đấy, thì tôi tiếp tục giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Toyota Vios E 2019 này các bạn nhé. Toàn bộ từ phần táp lô, táp bi, cánh cửa này đều rất mới, rất là đẹp các bạn nhé. Màn hình Android rồi. Vô lăng, cần số, tay phanh, táp lô này, táp bi này đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Một chiếc xe 19 tính ra mới là 4 năm sử dụng đấy. Và động cơ đây thì quý bạn đây, tất cả anh em đang xem luôn cái động cơ này, là ốc cabo thì còn nguyên bản này, keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Rất là mới này, rất là đẹp này. Đấy là cả anh em đang xem và kiểm tra lại đây, thì chiếc xe này cũng đã dọn dẹp xong hết cả rồi đây. Toàn bộ về cái phần động cơ này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc sang tên thôi các bạn nhé. Đấy, động cơ 1.5 đua VVTi rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Keo chỉ các thứ là còn nguyên hết luôn ạ. Đấy, thì xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video chiếc xe Toyota Vios 2019 này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở cửa hàng chúng tôi 320 đường Nguyễn Xiển, quý vị và các bạn nhé.
Mm-hmm.